Em ơi, dạy thanh toán tiền cho chị em ơi. Em ơi, em ơi, dạy thanh toán tiền cho chị em ơi. Bạn em về hết rồi em ơi. Em ơi, chị đợi lâu lắm rồi đấy, em về đi em ơi. Dạy thanh toán tiền cho chị. Em ơi, hết là 2 triệu tư em ơi. Dạy thanh toán tiền chị gái. Dạy đi. Anh lên, nhanh lên, em chị mà về ai thanh toán cho chị? Mai chị lấy đâu tiền mà để cho nhà? Anh lên, ngồi dậy thanh toán cho chị đi. Lên, dậy được không? Điện thoại em đâu rồi? Em gọi bạn em quay lại đi. Nhà em ở đâu? Điện thoại em đâu rồi? Cái túi của em chỉ không đụng vào đâu. Em dậy đi. Lên. Dậy được không? Ngồi dậy cho chị nào. Dậy. Không tiền nào. Em không có tiền thì chị biết làm sao giờ. Em lấy điện thoại em gọi cho bạn em quay lại đi. Điện thoại em đâu, em gọi cho người nhà hoặc là bạn em quay lại đi. Anh chị còn về. Đây, em ở trên kia. Điện thoại em đâu? Đây, em gọi cho người nhà em hoặc là bạn em quay lại đi. Anh toán cho chị.